Xin chào tất cả các bác, hiện tại tôi đang ở trên đường Nguyễn Thị Thập. Thì cái hướng này là ra Nguyễn Văn Linh, cách đây khoảng tầm vài trăm mét thôi, khoảng 200 mét ra Nguyễn Văn Linh rồi. Hướng này thì đi về cầu Phú Mỹ nhá, quận 2. Thì đây có cái Bixi Nguyễn Thị Thập mà tôi thường hay đi này. Thì đây chính là cái dự án Cosmo City. Thì dự án này thì tôi đã nhìn thấy nó rất là lâu rồi, nhưng mà tôi không ngờ rằng là cái chỗ này là vẫn chưa có người ở. Có nghĩa là cái chủ đầu tư ở đây ấy, là người ta xây xong lên hết, có sổ hồng, sổ đỏ rồi, và người ta mới bắt đầu mở bán. Cái này là của một tập đoàn Đài Loan người ta bán nhá. Và cách xây của người nước ngoài nó khác nhau hoàn toàn so với cách xây của người Việt Nam. Có người Việt Nam ấy là lúc mà đang còn làm móng ấy là đã bán rồi, chưa làm móng thì đã bán rồi. Nhưng mà với cái chủ đầu tư của người nước ngoài, với cái căn hộ này ấy, là có vẻ là xây lên như thế này hết rồi và bắt đầu mới bán. Và đã có sổ hồng tất cả rồi nhá. Và giá chỉ từ khoảng tầm dưới 31 đến 32 triệu nhỉ. 31, 32 triệu Đấy thì rất là rẻ luôn. Đấy, và cái chỗ này là thôi liền kề Phú Mỹ Hưng, một trong những cái nơi đẹp nhất luôn. Và Bixi Thị Thập là một trong những Bixi mà tôi tới gần như là mỗi tuần đều vào đây hết để đi chợ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nhá. Phía bên này trường quốc tế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem nhà mẫu nhá, trường quốc tế Việt Úc. Đó, và sau cái tòa nhà này chính là cái khu Cityland và cũng như là Phú Mỹ Hưng nhá. Đấy, thì Phú Mỹ Hưng ở phía sau tòa nhà này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem cái nhà mẫu của cái dự án này nhá. Để em đi tới để em coi cái nào. À, đây đúng rồi. Cái bên này là ở rồi đúng không? À, đúng rồi. Đấy thì đây là phối cảnh của cái căn này. Đó, hiện tại là lúc này chúng ta đứng ở đây này. Đây đường Nguyễn Thị Thập nhá. Thì hiện tại là người ta đã xây xong hết cái này rồi. Cái này bao nhiêu tầng anh? Tổng cộng là 19 tầng. 19 tầng đúng không? 3 block đúng không? 2 block hay 3 block? 5 block. 5 block đúng không? Nhưng mà hiện tại bây giờ mở bán 2 block. À, đang mở bán 2 block. Đấy, ok. Thì phối cảnh thì chỉ có thế thôi. Thì những cái thứ này, tức những cái thứ mà các bác đang nhìn thấy ở trước mắt nhá, là người ta đã xây xong hết rồi đấy. Thật là khủng khiếp. Đó. Đây biệt thự này. Đây biệt thự Cityland này thì cũng xây ra xong hết rồi nhá. Xây xong hết rồi. Đó. Cực đẹp luôn á, khu này cực đẹp. Đây, phía này này, phía bên này cách một con sông chính là Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng nằm phía bên này nhá. Ok, đi xem nhà mẫu nhá. Đây chính là mấy? Nếu mà được. Đây là cái mô hình nó. À, mô hình 3D. À, có nghĩa là có rất đây là nhiều kiểu. 78 mét vuông đúng không? Nhiều lắm, nhiều diện tích là 121 mét vuông này. Đó. Nhiều diện tích ghê luôn. Đây là 114 mét vuông này. Wow. 123 mét vuông. Trời ơi, nó rộng ác liệt. Lát đi vào nhà mẫu chắc là đẹp lắm. Cái video này có thể hơi dài tí, không sao. Thì cái chỗ này rất là gần nhá. Nó sát lên cái Phú Mỹ Hưng cách quận 1 tầm khoảng 5 cây thôi. Và tôi không thể tin nổi giá của nó là chỉ tầm... Đây có sổ hồng rồi nhá. Họ đã có sổ hồng rồi mới bán. Đúng là phong cách của người nước ngoài. Còn người Việt Nam á, sẽ ở rồi mấy năm mới có sổ hồng. Thì đây có camera này. Wow, nó sang lắm nhá. Coi kia cái chỗ này này. Kia đi vào nhà mẫu nhá, của dự án này nhá. Rẻ khủng khiếp luôn, tôi nghĩ nó rẻ như thế. Mà người ta xây xong rồi mới ấy. Thì đây là nhà mẫu nhá. Còn khi chúng ta mua về là bàn giáo thô. Đấy thì một căn 70 mét vuông thì chỉ tầm khoảng tầm 2 tỷ 3, 2 tỷ 1, 2 tỷ 3 vậy thôi. Rất là rẻ. Đây là hồ bơi này. Hồ bơi của dự án này này. Đó. Wow. Ở đâu anh? Ồ. Quá đà nhá. Ôi, người ta xây xong rồi mà chưa có ai ở. Trời ơi. À, đây chỗ vui chơi trẻ em, đây có hồ bơi này. Ồ. Đang bán cái nào anh? Bán bên này à? Lobby, đang bán lobby. À. Đây. Đây là phòng game 4D nhá. Để vào chơi có thử thế nào đây. U. Đâu? Chơi được không? À, có người chơi game đây đúng không? Anh có biết bật không? À. Có biết bật không? Bật thôi. Đây, không? Đây là nó có điều khiển nè. À. Đây, ok. Wow, đây là một cái hành lang của này, sang cực kỳ luôn á. Wow, có cái cửa này. Trời ơi,
Cái hành lang chưa bao giờ thấy cái hành lang nó đẹp như thế này luôn á. Quá đẳng cấp luôn. Wow. Quá đà. Đây có video call nha. À, video call này. Ở đây là có đèn tự động bật nước này, khu nên. À, đèn tự động. Nghĩa là khi mình tới thì tự động đèn khách mình đi tự động đèn, đèn mở rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhá. Thì đây là đang ở lock C này, block C. Thì các bác nhìn thấy không? Đây là phòng đọc sách của cư dân nhá. Người ta đã xây lên như thế này rồi và tôi luôn ước được có một cái phòng như thế này để tôi quay phim. Tôi làm các cái chương trình bất động sản ở đây. Đó, và cái này của cư dân á, cư dân sử dụng luôn. Đấy. Phía ngoài này là cái hồ nướng, hồ đồ gì, phía sau kia có một bể bơi rồi. Đấy, ngoài này là chỗ nên nướng BBQ gì này này. Ok, bây giờ chúng ta đi vào xem nhà mẫu nhá. À, nhà thô. Thì ở đây đường Nguyễn Thị Thập rồi nha các bác. Phía bên kia là view lên quận 1 rồi nhá.